Rồi anh em, chào anh em ngày mới nha. Quay lại với lại bài chở rau nha anh em. Rồi, bài chở rau này thì lại sẽ giao rau sớm hơn cho anh em, đó là hắt hai lỗ nha. Có nghĩa là em nói được thêm 2,5 nha. Thì, mấy cục máy này nếu mà chở rau phải cột cho kỹ hơn nữa rồi anh em ơi. Lốc phun mới luôn nha. Rồi, đây là lửa mới zin. Thì lửa zin luôn. Rồi, quá đẹp nha anh em. Nắp CNC, lốc là full mới. Rồi ok anh em, với cấu hình chở rau cho em nó nha, trên 110 chảy 54. Bài này cũng rất là tốt luôn. Với cấu hình cho em nó là bình bông bô đam nha anh em. Rồi bây giờ Tuấn sẽ cho em nó lên bài. Anh em nha, em đã được lên trên bệ
chỉnh chu rồi, bây giờ sẽ cho em đổ rau đai nha. Với những cái bài chở rau nhưng kết hợp bình bông bô đam thì cho gam tí lớn xíu nha anh em. Súng của em nó nha, rất là dịu hiền luôn nha anh em. Cái anti thì nó dịu hiền không thể nào chịu nổi luôn á. Rồi thì tính cho em nó một tô rau đai 1.5 tiếng nha, và sau đó tiếp tục kiểm chứng cái bài chở rau thường lệ cho anh em mình xem nha, coi bài này chở rau như thế nào nha. Rồi đây là bình bông Nhật nha anh em, để anh em nhìn nó bộ đầu này là những cái nắp này là anh em mình biết rồi ha, tính cũng không phải giới thiệu nhiều nha, mấy cái này là đã quá thường xuyên rồi, anh em chơi rất là nhiều rồi ha. Đó thì sở thích của anh em thích chơi thì anh em mua sẵn tới, tính sẽ gắn lên cho anh em. Rồi một tô rau đai 1.5 tiếng bắt đầu. Rồi ok anh em, em đã được một tô 1.5 tiếng rồi, bây giờ Tuấn sẽ kiểm chứng em nó một vài ống ga nha, và sau đó giao về cho anh em chở rau nha. Thank you.
hoài ống ga đầu đời của em nó. Thì anh em mình cũng cảm nhận rồi, rất là nhẹ nha anh em. Đó là đã nói lên một con xe chở rau, bao anh em ăn rau thoải mái không bao giờ hết nha. Nhưng mà rau này chỉ dành để ăn lẩu cá nha anh em, chứ không ăn bình thường nha. Rồi, mọi thứ thì rất là nhạy bén nha. Quá là tê, người một vài ống ga nha anh em. Thì luôn luôn là như thế, bay nào cũng như vậy, cũng phải kiểm chứng cho anh em mình nha. Rồi ok anh em, thì vài ống ga thì cũng đã nói lên là cục máy rất chỉnh chu cho anh em rồi nha. Thì bây giờ Tửng sẽ kiểm tra sơ bộ thêm một tour nữa, có gì để cần canh chỉnh cho anh em thì Tửng canh chỉnh thêm một lần nữa cho nó thiệt là chỉnh chu luôn, và sau đó gửi về cho anh em những cục máy như thế này. Ở trên bãi như thế này là những cục máy anh em ở xa nha. Đó thì sau đó Tửng những anh em thì qua đây Tửng cũng lại tiếp tục góp ý cho anh em nữa, những anh em ở xa xa máy cũng đến nơi nha, anh em gửi đường bưu điện thì đường bưu điện sẽ chuyển máy tới Tửng, và Tửng làm xong Tửng cho lên bệ rô đai và canh chỉnh mọi thứ như thế này xong, Tửng lại tiếp tục hạ xuống đóng thùng gửi về cho anh em, và gửi về cho anh em chỉ còn gác lên xe nữa là anh em vi vu nha. Rồi những cục máy này sau khi Tửng gửi về cho anh em thì luôn luôn là như thế, anh em mình về phải chạy nhẹ nhàng cho em nó hay bình xăng nha, chạy nhẹ nhàng chứ không nổ đâu đây tại chỗ nữa nha anh em. Đó có những anh em mà những anh em nào mà ở xa thì Tửng phải dặn kỹ như thế. Những cục máy này dài, Tửng đã rô đầy tại chỗ rồi, anh em không có rô đầy tại chỗ nữa. Anh em chỉ gác lên xe, không đi đâu thì tắt máy, đi thì nổ máy chạy. Thì anh em mình nhẹ nhàng em nói trong vòng 1 đến 2 bình xăng. Tốt nhất là 2 bình xăng nha. Không đi quá 10 cây số một lần ngồi lên xe nha anh em. Để chi? Để cục máy mình kỹ nước đầu tiên thì về sau cục máy mình sẽ sử dụng rất là lâu. Anh em hay hỏi cái câu bền hay không, Tửng không có nói câu bền mà Tửng sẽ nói sử dụng lâu. Đó là như thế, anh em kỹ là sẽ có kết quả rất tốt cho anh em nha. Chỉ mong một điều anh em đừng có gấp về mà chơi liền nha. Đó, về chưa rô đai gì xong anh em ra chơi liền thử liền thì chắc chắn một điều rồi sẽ không tốt nha anh em. Rồi, mọi thứ đã chỉnh chu, Tửng sẽ canh chỉnh và hạ máy xuống gửi về cho anh em nha. Rồi, Tửng đã xong một cục máy chở rau, đó là bài gen 110 2.5 54. Thì những cái bài này là những cái bài rất là linh hoạt cho anh em, đó là chở rau. Rồi anh em muốn chở cái gì thì Tửng sẽ làm theo bài chở đó cho anh em nha. Rồi bây giờ Tửng sẽ xin anh em Tửng tạm dừng clip tại đây để hạ máy xuống, canh chỉnh hạ máy xuống giao về cho anh em nha, và hẹn anh em với cục máy tiếp theo nha anh em. Cục máy như thế nào thì Tửng chưa biết được nữa, thì đây có những cục máy Tửng đang lên cho anh em nha. Thì cục máy tiếp theo là cục máy gì thì Tửng sẽ giới thiệu cho anh em mình sau. Chắc những cục máy chở chiếc này thì chở rau, thì cục máy sau chắc là chở lúa nha anh em. Đó, lòng vòng là như thế. Rồi Tửng xin tạm dừng clip tại đây, và một câu muôn thở chúc tất cả anh em chúng ta gần xa thật nhiều sức khỏe nha, thật nhiều sức khỏe, sau đó anh em chúng ta tiếp tục thành công hết tất cả mọi thứ trong tâm trí của anh em chúng ta ấp ủ bấy lâu nay, thành công ngay bây giờ và đến hết cuộc đời này nha anh em. Rồi Tửng xin chào, hẹn lại anh em với clip sau nha.